Vâng, chào các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn để tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về xây dựng. Thì ngày hôm nay mình sẽ trân trọng giới thiệu đến các bạn cái bộ sản phẩm, đó là cái quả dọi từ của hãng Capucci, hàng Nhật chính hãng luôn, để cho anh em các bác thợ xây mình sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, chiều dài của nó là 3 mét và nặng của nó là 300 g. Đấy, rất là ok luôn. Anh em có nhu cầu về dòng này có thể liên hệ theo số điện thoại đây. Ngoài ra thì bên mình còn đang phân phối cái dòng đó là con đội ốp lát này, thước các loại thước rút của Capucci hàng Nhật này, đấy, thước đo mét này, rồi cái lưỡi cắt gạch này. Đây cái sản phẩm lưỡi cắt gạch cầm tay cho anh em đây. Đấy, lưỡi cắt gạch cầm tay này. Rồi thước đo dành cho anh em đo ốp lát này. Đấy, thước đo ốp lát đây. Đấy, anh em thước đo ốp lát nhé. Và rất là nhiều các sản phẩm kìm kéo rồi khoan đục, đấy, máy bơm nước vân vân luôn. Thì hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết cái dòng sản phẩm này để anh em được nắm được. Đấy, trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái thước đo đây, đấy, của một cái quả dọi đây của thương hiệu Capucci của Nhật. Đấy, một thương hiệu dòng chính hãng của Nhật luôn, anh em thấy không? Đấy, cái quả này thì nó nặng là 300 g các bạn nhé. Đấy, nguyên cái quả này nặng là 300 g này. Cái chiều dài của dây này là 3 mét này. Đấy, anh em có cứ thể rút ra tùy ý luôn. Rút ra là chúng ta chỉ cần thả nhẹ là nó sẽ vào. Đấy, chúng ta chỉ cần nâng lên như này là nó sẽ vào, nó rất là tiện luôn. Anh em lưu ý nhé, đây là cái đầu để chúng ta sử dụng, chúng ta ấn để cho chúng ta lấy cái phần gì nhá, lấy cái phần chúng ta có thể cắm vào trong gỗ hoặc là trong tường nhé. Đấy, cái đầu này rất là nhọn, anh em sử dụng thì để ý cái đầu này, nhưng mà khéo bị vào tay. Đấy, chúng ta xoay như này là nó không ảnh hưởng này. Đấy, thì đây là cái đầu của nó này. Đấy, bình thường chúng ta không sử dụng thì chúng ta ấn vào như này là nó sẽ vào thành một cặp đôi như này. Đấy, nó giữ như này luôn cho anh em. Đấy, các bạn thấy không, rất là ngon lành và tiện lợi luôn. Đấy, chúng ta thả ra này. Đấy, chúng ta dọi, các bạn thấy không, mình thả ra không có một tí quay nào luôn. Đấy, nó không bao giờ nó quay cả. Đấy, nó bằng từ hút nên nó không quay. Thì các bạn sử dụng con bình thường thì nó những cái con hàng thô bằng cái cục sắt thì nó quay long lóc, thì mình làm nó dọi nó rất là lâu. Mà riêng đối với con này thì đây mình rút dài ra này, anh em thấy không, bỏ ra là nó đứng yên luôn. Đấy, anh em chỉ cần đỡ tay vào này là coi như đã dọi được rồi. Đấy, rất là vô tư luôn này, anh em thấy không. Đấy, gần như nó đứng yên luôn, không có một tác động nào để cho nó quay cả, và nó không bao giờ nó quay. Thì anh em các bác thợ xây dọi rất là nhanh và dễ dọi luôn. Đấy là cái ưu điểm của cái con này, nó như vậy mà rất là tiện lợi cho các bạn khi mà sử dụng. Thì các bạn có nhu cầu về cái dòng quả dọi này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.